Dịch tả lợn châu Phi do một loại virus ADN thuộc họ Alpha Viridae gây nên. Khi vào cơ thể lợn, virus di chuyển, tồn tại và phát triển ở mọi cơ quan, mô tổ chức của cơ thể. Virus gây bệnh dịch tả lợn châu Phi tồn tại dai dẳng trong các cơ thể sống. Chúng tồn tại và giữ nguyên độc lực tới 6 năm nếu được bảo quản lạnh, ở nhiệt độ phòng cũng được từ 4 đến 5 tuần. Tuy nhiên, nghiên cứu khoa học chỉ ra rằng trong điều kiện axit pH bằng 5,3, chúng chỉ tồn tại không quá 1 phút, 99% chết trong 15 đến 20 giây. Các chất khử trùng truyền thống như phormon 1,5 đến 2% có khả năng tiêu diệt virus cường độc. Virus này được coi là một cái virus đề kháng rất mạnh với các cái điều kiện tự nhiên. Nó khỏe là nó khỏe tự nhiên ở ngoài môi trường. Nhưng mà nếu mà các cái chất khử trùng thông thường thì virus vẫn chịu tác động như bình thường. Vì vậy là có thể áp dụng các cái biện pháp tiêu độc khử trùng nếu như mà có cái dịch xảy ra. Virus dịch tả châu Phi thì nó mẫn cảm nhất đối với phóc môn 2% hoặc là những thuốc chất trùng mà có tính chất kiềm. Phóc môn theo tôi là loại sát trùng tốt nhất trước đây, quá khứ, bây giờ và hiện tại và tương lai. Chỉ có phóc môn mới đáng tin cậy nhất trong quá trình tiêu diệt virus, đặc nhất là virus dịch tả lợn châu Phi. Để việc diệt trừ mầm bệnh hiệu quả, việc phun thuốc sát trùng cần được thực hiện thường xuyên hơn, một ngày một lần thay vì một tuần một lần như trước. Để mà biết được cái đậm độ cho để phun vào các cái chuồng nuôi, các cái dụng cụ chăn nuôi để mà sát trùng thì phun sau khoảng một thời gian nhất định, nền chuồng nuôi hoặc các cái dụng cụ chăn nuôi mà phun nó phải có một cái đậm độ nhất định, nó phải ẩm và ướt nhá. Ẩm ướt thì sau một khoảng thời gian khoảng một phút sau là cũng không thấy nó khô thì mới được. Thì cái đấy là cách rõ nhất và dễ nhất, chứ còn tính là mỗi một cái này được bao nhiêu mét vuông chuồng trại nhiều khi là các không tính được. Bên cạnh đó, người chăn nuôi có thể sử dụng vôi bột để diệt trừ mầm bệnh từ môi trường. Vôi có tính kiềm cao nên phản ứng hóa học rất mạnh, nên có thể dễ dàng diệt các vi sinh vật có hại từ môi trường. Thế vậy là vôi bột là có tính kiềm. Thì kết hợp với các loại thuốc sát trùng kia anh phun vào thì nó sẽ hạn chế được, và thậm chí là nếu mà làm được tốt thì nó sẽ diệt được cái mầm bệnh. Vôi là loại vật liệu dễ kiếm, chi phí rẻ. Bà con có thể dùng pha nước vôi với tỷ lệ 20% hoặc dùng vôi bột rải đều xung quanh chuồng nuôi định kỳ một tuần một lần. Có thể rải bổ sung từ 3 đến 5 ngày một lần trong điều kiện thời tiết mưa ẩm kéo dài.